Dạ, em Ngọc Tâm đã cần dụng gia đệ xin kính chào toàn thể quý vị mặt trên kênh YouTube của Ngọc Tâm nha. Thì hiện tại là Tâm đang có mặt tại đường DH20 thuộc ấp Phước Kế, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý chị. Thì phía trước mặt của quý anh chị là mình thẳng ra đường tỉnh lộ 85A luôn, thì vào độ tầm khoảng 800m nha. Và khi mình ra được đường tỉnh lộ 85A rồi mình rẽ trái thì mình về tỉnh lộ 826 ngã tư Sài Đôi, thì vào độ tầm khoảng 3,5 km. Còn mình rẽ phải thì mình ra tuyến tránh quốc lộ 50 và trung tâm hành chính của huyện Cần Giuộc luôn á, thì vào độ tầm khoảng 2 km thôi nha quý chị. Đó. Còn cái phía ngược lại nè, cái phía ngược lại thì theo tuyến đường DH20 này mình thẳng luôn rồi tầm khoảng 3 km nữa là mình ra đường DH19 ha. Và khi mình ra được đường DH19 rồi á, mình rẽ trái thì mình về thủ bộ Đông Thạnh rồi cả quốc tế Long An nha quý chị. Còn mình rẽ phải thì mình ra chợ Kiến Chợ Đào, ngay ngã ba chợ Kiến Chợ Đào luôn ha. Đó, thì hôm nay Tâm đứng tại cái vị trí này để Tâm giới thiệu cho quý anh chị là một sản phẩm đất thổ sổ riêng với tổng diện tích là 99m² đất thổ ha. Đó, và cái vị trí thửa đất của mình á là ở ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý chị. Và nó nằm luôn hai của đường mặt tiền ITB ha. Thì để Tâm quay xung quanh này cho quý anh chị mình xem là khu vực mình có những gì nha. Thì ở phía bên đây là có một cái trường mẫu giáo rất là to luôn nè. Đó, trường mẫu giáo Phước Lâm ha. Và mình chạy tầm khoảng 50m nữa bên tay trái luôn thì mình có một cái trường gọi là trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Đó, còn cái phía bên tay phải nè, đó, ở đây là trạm y tế Phước Lâm nha. Còn ở đây là buổi sáng rất là đông quý anh chị. Ở đây là chợ ha. Và ở đây là chợ buổi sáng của Phước Lâm. À, ở đây thì thuốc tây này rất ok luôn. Còn cái đoạn đường này, cái đoạn đường này là đoạn đường ITB ha. Thì với cái đoạn đường ITB này á thì nó nối thông giữa đường DH20 và đường Quỳnh Thị Luôn ha. Thì theo cái tuyến đường này mình thẳng luôn á tầm khoảng 1 km thôi là mình ra được đường Quỳnh Thị Luôn. Và khi mình ra được đường Quỳnh Thị Luôn rồi á, mình rẽ trái á, thì mình về lại là đường DH20 ngay trung tâm hành chánh xã Phước Lâm anh chị. Đó, còn mình rẽ phải á, thì mình đi ra đường tỉnh lộ 85A thì vào độ tầm khoảng 1 km nha. Đó, thì từ cái vị trí Tâm đứng nè mà vào cái vị trí đất mà Tâm muốn giới thiệu quý chị ngày hôm nay á, là vào độ tầm khoảng 300m thôi, chưa đầy 300m quý chị. Đó, và nó nằm luôn hai của cái đoạn đường ITB này. Đoạn đường này là đoạn đường ITB nha. Xe hơi 4 chỗ 7 chỗ chạy vào đó thoải mái luôn. Và cái vị trí đất Tâm giới thiệu với quý chị ngày hôm nay á thì nó cũng là đoạn đường xe hơi luôn nha quý chị. Và có một cái cốt rất là đẹp, ngang 6 và dài là 16m5 ha. Tổng diện tích là 99m. Đó. Rồi, bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào quý chị theo chân Tâm nha. Mình đi vào mình xem đất nha quý chị. Thì hiện trạng là Tâm đang chạy trên cái đoạn đường ITB. Đoạn đường này với bê tông là 4m nha quý chị và lộ giới là 9m ha. Đó. Ở khu vực đoạn đường ITB này thì có rất là nhiều nhà hai bên và đều là nhà nóc thái, nhà cấp 4, nhà rất là giàu quý chị ha. Ở khu vực này có thể gọi là khu dân cư luôn, tại vì nhà cửa xung quanh đây rất là nhiều. Và ở khu vực này thì cũng không có dự án, không có quy hoạch luôn. Cho nên là quý chị cứ an tâm và tha hồ về đây mình tham khảo, mình đầu tư nhé. Đó, qua tới cái nhà vườn một trệt một lầu này á, thì mình sẽ tới cái vị trí đất mà ngày hôm nay Tâm muốn giới thiệu quý chị nha. Rất là ok, rất là gần luôn. Thì từ cái vị trí này á, hồi nãy là Tâm nói hơi xa nha, thì từ cái vị trí này mà ra đoạn đường DH20 thì tầm khoảng chừng 100m, 150m thôi, rất là gần quý chị. Đây, tới cái vị trí này đây. Đây quý chị, mình thẳng luôn á, tầm khoảng chừng 500m nữa thôi là mình ra tới đoạn đường Quỳnh Thị Luôn ha. Đó, rất là gần. Ở đây thì quý chị thấy là nhà cửa rất là nhiều luôn. Đó, còn ở đây là cái vị trí hẻm nè. Hẻm này là hẻm bê tông 3m chẳng gì. Đó, quẹo vào. Quẹo vào tầm khoảng chừng 20m thôi, chưa đầy 20m thôi là tới vị trí đất ha. Để Tâm dừng xe lại là Tâm giới thiệu chi tiết hơn về cái rồi trước khi vào để giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất này cho quý anh chị mình xem á, thì Tâm sẽ quay xung quanh cho quý anh chị xem là khu vực này dân cư nhiều như thế nào nha. Đó, nhà cửa rất là nhiều. Đây, ở đây cũng có người ta mới mua đất rồi, người ta mua hai lô một lượt cho quý anh chị rồi người ta xây nhà lên nè, rất là rộng luôn ha. Chiều ngang này tất tầm khoảng chừng 10m nha quý anh chị. Đó, đó, còn ở khu vực ngoài đây á, là đoạn đường ITB ha. Thì để Tâm ra đây Tâm quay chút xíu đi, Tâm quay vô đây Tâm quay thực tế cho quý anh chị mình xem đất nha.
ở khu vực này thì quý anh chị nhà cửa mới xây không, đất lành thì chim lậu ha. Đó, đây là mặt tiền của đoạn đường y tế B nè. Đó quý anh chị thấy không? Thì theo phía này là mình ra đoạn đường DH20 nãy tâm chạy vào ha. Đó đây thì nhà cửa quý anh chị thấy nè, quá trời nhà luôn. Đó, rất là nhiều nhà ở đây. Đó, và những cái khu vực này là mặt tiền là cũng mới phân ra hồi năm ngoái nha, rồi được khách mua về xong rồi xây nhà ở như thế này, một trệt một lầu. Đó, thì diện tích cũng như nhau thôi, ngang năm. Ở đây thì cái cốt ở mặt tiền này thì ngang năm và dài là chỉ có 15 mét thôi anh chị. Đó, và khách mua xây nhà ở rất là đẹp, thấy không? Rất là đẹp luôn. Bên đây cũng có một cái căn nhà mới xây luôn. Đó. Còn cái vị trí đất mình á là nó nằm lô 2 của đường y tế B này, thì cách đoạn đường y tế B này thì vào độ tầm khoảng chừng 20 mét thôi. Thì cái vị trí này là ngang 5 và 15 thì bỏ 15 mét ra và cộng thêm 5 mét nữa, một cái lô đầm hông nữa là 20 mét nha. Thì nó cách cái đoạn đường ngoài kia thì chỉ có 20 mét thôi. Đó, cái lô này là bỏ nha. Ở vị trí này thì tâm có 2 lô. Ở vị trí này thì tâm có 2 lô nha quý anh chị. Đó, và quý anh chị về mình xem rồi mình thích cái lô nào thì chọn cái lô đó nha quý anh chị. Thì do là chủ ở xa cho nên là cỏ mọc lên hơi nhiều, thì quý anh chị xem clip á nhớ thông cảm giúp tâm nha. Đó, ở đây vị trí này có 2 lô, một cái lô đầm hông ở đây thì bỏ ra nha. Đó, thì có một lô ngay chỗ này, vị trí này, và một lô bên vị trí này. Đó, và cốt rất là đẹp luôn, ngang 6 dài là 16m5. Rồi bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất này cho quý anh chị mình xem nha. Thì tổng diện tích thửa đất ngày hôm nay Tâm muốn giới thiệu với anh chị là 99m2 đất thổ sổ riêng. Và cái địa chỉ đất mình đây là ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Đó. Và với cái diện tích thực tế á, là ngang là 6m. Thì 6m là tính từ cái vị trí này nè quý anh chị. Ở đây thì lâu ngày quá cỏ mọc cao quá không thấy cái cọc luôn. Đó, từ chắc từ cái vị trí này. Đó, từ cái vị trí này ha. Đó, qua tới cái vị trí xây gạch bên đây. Đó, là 6m nè. Và chạy dài xuống tới cái mí cọc cao cao dưới luôn là 16m5. À, và hướng đất của mình là hướng chánh đông, và Tâm được chủ gửi bán với giá là 900 còn bớt lọc nha quý anh chị. Đó, thì với cái giá này quý anh chị về mình có thể là mình nói chuyện về giá với chủ ha, rồi sau khi mà chốt cái giá nhất định rồi á thì cái giá đó là cái giá đưa ra thì quý anh chị mình bỏ tiền ra thôi, còn tất cả mọi hồ sơ chi phí giấy tờ sang tên cho quý anh chị mình ra công chứng á là chủ lo hết nha. Đó, khi và về mình mua xong rồi chủ sẽ cắt cỏ nè, bao hiện trạng cắm cọc ranh giới rõ ràng cho quý anh chị mình luôn ha, cho nên quý anh chị mình cứ an tâm về phần đó nha. Thì do là cái khu vực này cỏ nhiều quá, Tâm không có thể vào nào mà vào đó Tâm giới thiệu cho quý anh chị xem được, cho nên là quý anh chị thông cảm giúp Tâm nha. Thì nền thửa đất của mình á là san lấp cũng tương đối rất là cao ha, cho nên là quý anh chị cứ an tâm, mình cắt cỏ ra là mình cắm cọc lại thì rất là ok. Đó, thì từ cái vị trí này nè, đó từ vị trí xây ranh đây nè. Đó, qua tới vị trí xe lên bên đây. Đây quý anh chị, xe bên đây là 6m nè. Đó, và đây, đây. Đó, tới cái vị trí xe lên bên đây. Đó là 6m. Chạy dài dưới luôn. Ở đây thì hiện trạng nó có 2 lô và chủ gửi bán đồng giá luôn, hai chủ khác nhau nha quý anh chị. Nhưng mà gửi đồng giá là 900 còn bớt lọc ha. Đó, rất là ok. Thì ở từ cái vị trí thửa đất này á mà ra đường DH20 thì vào độ tầm khoảng chừng 100 đến 150 mét thôi, và có tất cả các tiện ích ở ngoài đó luôn, như là trường học mẫu giáo nè, trạm y tế nè, rồi chợ nè, vân vân, rất là nhiều tiện ích ở ngoài đó. Còn từ cái vị trí thửa đất này, hai thửa đất này á mà mình về Sài Gòn á thì vào độ tầm khoảng 20 đến 25 phút xe máy thôi nha quý chị. Đó, khu dân cư thì ở đây rất là nhiều. Khu vực này nhà cửa rất là nhiều, cho nên quý anh chị cứ an tâm, không có quy hoạch người ta mới về đây, người ta mua đất, người ta xây nhà ở ha. Và Tâm nói thêm một điều này luôn, trong thời điểm hiện nay là thời điểm là dễ mua đất nhất và mua đầu tư là sẽ có lời. Đó, cho nên quý anh chị là nếu mà quan tâm những nhà đầu tư lớn và biết cách mua đất, biết cách sử dụng đất, biết cách mà đầu tư, thì đầu tư trong thời điểm này là rất là hợp lý nhất quý anh chị. Vì cái thời điểm này là mình mua thì mới được cái giá tốt nè. Thứ nhất, cái thứ hai là lợi nhuận sẽ siêu cao ha. Đó, cái đoạn đường mà trước cái đất của mình là đoạn đường bê tông 3m nha quý chị. Nhưng mà do là lâu ngày cho nên là đổ cát nhiều quá, cho nên là tại hầm cái đường này rất là thấp quý chị, rất là thấp luôn, cho nên là đường bê tông rất là thấp, cho nên là nhà đầu tư người ta là đổ san lấp cát thêm để cho nó sạch sẽ cái đoạn đường này ha. Đó, cho nên là đoạn đường này nếu mà đường xe hơi 4 chỗ 7 chỗ chạy vào cũng rất thoải mái luôn. Thì với cái diện tích đất như thế này, quý anh chị có thể xây một cái căn nhà như thế này nè.
đó, ngăn 5 mét hoặc là ngăn 6 mét luôn cũng được. Rồi xây một trệt một lầu, hoặc là tài tài chính mình hạn hẹp á, thì mình xây nhà cấp 4 cũng ok ha. Đó, và mình làm mình chừa một cái sân để mình để xe hơi thì rất là ok và rất là tiện lợi ha. Rồi bây giờ Tâm xin nhắc lại về cái diện tích và về cái giá một lần nữa cho quý anh chị mình nghe nha. Thì tổng diện tích thửa đất mà Tâm muốn giới thiệu quý chị ngày hôm nay á, là 99 mét vuông đất thổ sổ riêng. Và cái địa chỉ đất mình đây là ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha. Và với diện tích thực tế là ngang 6 mét tính từ cái vị trí cọc ranh bên này đó qua tới cái vị trí bên đây. Bên đây thì cỏ nhiều quá không thấy đường đó, tới vị trí này là 6 mét luôn anh chị, 6 mét ha, và chạy dài xuống tới mấy cọc cao ấy luôn. Để Tâm zoom ra cho quý anh chị mình xem đó, cọc cao này không đó là 16 mét 5, và cái hậu của mình nó cũng là 16 mét 5 luôn. Và Tâm được chủ gửi bán với giá là 900 còn bớt lọc ha. Và hướng đất của mình là hướng chánh đông, một cái hướng rất tốt để quý anh chị mình về mình xây nhà ở hoặc mình đầu tư ha. Đó, và cái vị trí mình nó cách cái đoạn đường ITB thì vào độ tầm khoảng 20 mét thôi, rất là gần luôn. Do là cỏ mọc nhiều quá chị, chứ ở đây nói chung là nhà hồng mấy bữa nay là trời bão quá, cho nên là nước nó cũng hơi sắp sắp nè, thì vô trong đó thì rất là dơ ha, cho nên là Tâm không có vô đó được để quay cho quý anh chị mình xem, cho nên quý anh chị thông cảm giúp Tâm nha. Thì khi mà quý anh chị mua thì chủ sẽ giao hiện trạng tất cả như ban đầu cho quý anh chị mình luôn, là cắt cỏ nè thứ nhất, cái thứ hai là cắm cọc ranh giới rõ ràng cho quý anh chị khỏi có phải là nghi vấn về sao ha. Ở đây thì khu vực này thì Tâm gồm có hai lô, thì quý anh chị về muốn chọn lô nào cũng được, nhưng mà ưu tiên thì cái lô này là ok hơn, tại vì cái lô của mình nó nằm gần đường lớn hơn cái lô bên đây ha. Tại cái lô bên đây là nó cách một cái lô bị đâm hông nè đó, cái lô đâm hông này chủ để lại cất nhà. Đó, còn cái lô này thì chủ sẽ gửi bán đó, thì từ ngoài mặt tiền vô là một lô mặt tiền, rồi bỏ lô đâm hông là tới lô của mình, rồi qua đây là tới một lô nữa là chủ gửi bán luôn, là hai chủ khác nhau ha, quý anh chị muốn chọn lô nào cũng được đó. Ở đây thì trong đây thì cũng còn vài lô nữa, nhưng mà chủ ở xa quý chị, ở Sài Gòn lận, chưa có thấy gửi đất bán hoặc là xây nhà ở, chắc ta mua ta kinh doanh tại đây đó ha. Đó. Rồi, bây giờ Tâm xin kết thúc clip tại đây ha. Quý chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích, nhớ like và đăng ký kênh giúp Tâm chia sẻ một lượt ha. Còn quý chị xem mà cảm thấy thích hai thửa đất này với diện tích là 99 mét vuông với giá là 900 triệu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Tâm để góc trái màn hình, và số điện thoại Tâm là 0937 629 679, hoặc xem dưới phần mô tả video Tâm luôn. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn lại quý chị vào những video tiếp theo, mang đến cho quý chị những sản phẩm mới với giá rẻ bất ngờ để quý chị tham khảo và đầu tư ha. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn lại ạ.